26. Đi ăn đồ ngọt gặp quan gia, mất cả hứng. Trùng hợp vậy. Tôi cùng đi Á đến đây mua ít đồ. Tôi cũng vậy. Tôi vừa đến siêu thị đằng kia mua vài thứ. Vậy thì ngồi đây đi. Chẳng phải cảnh sát Triệu rất không thích ăn đồ ngọt sao? Nhất là món chè xoài bưởi. Sao bây giờ lại thích ăn món này rồi? Cái gì nên thầm thèm, hẳn thầm thèm. Còn đã không nên nhăm nhe thì hãy từ bỏ đi. Nghe nói em sắp kết hôn phải không? Chúc mừng nha. Cảm ơn. Chiếc nhẫn kim cương to như vậy chắc lương cả năm của cảnh sát Triệu cũng không mua được đâu ha. Phương Ni Á, mình nói sự thật mà, sớm biết như vậy trước đây sao còn làm vậy? Cảnh sát Triệu, hôm lễ của Hiểu Âu định vào tháng sau đó, lúc đó anh nhất định phải tới gấp vui nha. Ở đồn vẫn còn có chút việc, hai người cứ ăn nha, anh về trước. Nè, vụ án của Trạm Vũ đã có tiến triển gì mới chưa? Hiện giờ thì chưa. Ngày ngày điều tra vẫn chẳng tra ra được gì. Mình mà phụ trách vụ này đã nhận lỗi từ chức rồi. Phương Ni Á, sau này cậu đừng có chế giễu Triệu Đình Quy nữa được không? Mình đâu muốn chế giễu gì đâu, nhưng mà hãy gặp anh ta là mình không kiềm chế nổi. Nhìn mặt thôi đã tức rồi, ai bảo năm xưa anh ta ruồng bỏ cậu. Vốn dĩ chuyện này mình còn có lý, bị cậu nói xong lại thành ra nhỏ nhen. Cậu có liên quan gì đâu chứ. Hơn nữa, anh ta hiểu rõ tính của mình mà. Bây giờ mình đang là bà bầu, rối loạn nội tiết tố, cậu hãy thông cảm một chút đi, có được không hả? Phục vụ. Dạ, tới liền. Tôi muốn gọi món. Cô muốn gọi gì? Một bánh cheese. Dạ. Sao anh không ăn? Anh ăn thử miếng của em đi, ngon lắm đó. Vừa chua vừa ngọt, có gì ngon chứ. Anh ăn một miếng đi mà, đảm bảo anh sẽ thích. Hả? Được thôi. Sếp anh gọi. Alo, cục trưởng Lý. Đúng vậy, vụ án có tiến triển mới. Phải. Em xem, tình hình trong đội cấp bách. Hôm khác hẹn em đi ăn sau. Hay để anh đưa em lên nhà nha. Không cần đâu, anh đưa đến đây thôi. Hiểu Âu à? Triệu Đình Quy, ba mẹ anh đồng ý hay không em không cần biết, em chỉ quan tâm cách nghĩ của anh thôi. Kỳ thực anh cảm thấy hôn nhân có nói như thế nào cũng là chuyện giữa hai gia đình. Nếu như chúng ta không được ba mẹ chúc phúc. Được rồi, em biết rồi. Một năm nay anh vì em mà nảy sinh khá nhiều mâu thuẫn với gia đình. Em không muốn làm anh khó xử nữa. Thà là đau một lần cho xong, chúng ta chia tay tại đây đi. Yeah.
Ê, Hiểu Âu, sao anh lại ở đây? Phải là tôi hỏi cô mới đúng. Sao hôm nay cô lại đến đây chạy bộ? Để giảm cân đó. Trong hôn lễ cũng phải đẹp một chút chứ. Xem ra giảm cân đã thành tín ngưỡng của con gái rồi. Anh đã chạy xong chưa? Vẫn phải chạy thêm chút nữa. Thế nào, tôi chạy cùng cô nha. Được thôi, lâu lắm không được chạy bộ với anh rồi. Đi. Nè, uống nước đi. Lâu lắm rồi không được vận động hẳn hoi, không thể theo kịp tiết tấu của anh. Tôi cũng cố chậm lại một chút vì cô rồi đó. Vận động xong cả người khoan khoái hẳn ra. Nếu đã dễ chịu hơn rồi thì nói chuyện chút đi. Cãi nhau với Nghiêm Cẩn rồi phải không? Không đâu. Chỉ là gần đây tôi thấy một bức ảnh cũ, phát hiện Nghiêm Cẩn ở bên một cô gái. Nhưng tôi ở bên anh ấy suốt bấy lâu rồi, anh ấy chưa từng đề cập với tôi. Hiểu Âu à, người nào cũng có quá khứ. Đã là quá khứ rồi thì sẽ có rất nhiều bí mật nhỏ. Nay cô đã lựa chọn đến với Nghiêm Cẩn rồi thì đừng để tâm đến quá khứ của cậu ấy. Phùng đại ca à, anh có biết cô gái tên Thẩm Ngũ Nguyệt không? Ngũ Nguyệt? Tôi biết nhưng mà không hiểu rõ lắm. Chẳng phải cô ấy đã qua đời rồi hay sao? Qua đời rồi? Cô không biết hả? Xin lỗi nha, có lẽ tôi nói hơi nhiều rồi. Đều là chuyện quá khứ rồi, sở dĩ Nghiêm Cẩn không muốn nhắc đến cũng có thể hiểu được mà. Vậy giữa cô ấy, Nghiêm Cẩn và Tôn Gia Ngộ từng xảy ra chuyện gì có phải không? Tôn Gia Ngộ và Nghiêm Cẩn quen biết nhau trong đội cảnh sát vũ trang đặc nhiệm. Tôi thì về sau đó mới quen biết Nghiêm Cẩn trong chi đội phòng chống ma túy. Chuyện trước đây của họ thì tôi không rõ cho lắm. Chuyện này cô nên hỏi Trình Duệ Mẫn. Nếu tôi đi hỏi thẳng anh Trình như vậy, anh ấy nhất định sẽ nghĩ tôi rất soi mói. Vậy cô hỏi thẳng Nghiêm Cẩn đi, như vậy tốt cho cả đôi bên mà. Tôi phải đi đón Lạc Lạc rồi. Hay giờ tôi lái xe đưa cô về quán nha. Không cần đâu, tôi muốn ngồi thêm một lát. Vậy được, vậy tôi đi trước nha. Bye bye. Bye bye. Nhà bếp dọn dẹp cũng gần xong rồi. Phòng khách thế nào rồi? Cũng tạm ổn, khá giống như em tưởng tượng. Sao vậy chứ em yêu? Thấy em có vẻ không vui cho lắm đó. Đâu có, em vẫn đang bận mà. Nè, để anh lau cho. Thôi không cần đâu. Phải rồi, gần nhà mới mở một nhà hàng Izakaya, anh nghe nói rất là ngon. Hay là chúng ta tới đó uống một ly đi. Ừ, đợi em dọn xong đã.
Không muốn giảm béo cũng không cần phải tự chà đạp mình chứ. Em đói mấy ngày nay rồi, hôm nay chỉ muốn ăn nhiều chút thôi. Được rồi, ăn đi. Chỉ là nhét thêm vài cân thịt vào trong váy cưới thôi mà. Anh sẽ ăn cùng với em. Cô chủ à, cho thêm một suất sashimi tổng hợp nha. Một thịt heo chiên xù nữa. Được rồi. Ơi, uống từ từ thôi. Sake mạnh lắm đó. Có phải anh không biết tửu lượng của em đâu. Chút rượu này còn không đủ cho em nhét vào kẻ răng. Anh chừa rượu nuôi ba ba đó hả? Uống cạn đi. Lập tức đưa người vào phòng thẩm vấn. Họ tên? À, Hoàng Phát Tường. Bao nhiêu tuổi? 54 rồi. Lão Hoàng phải không? Dạ. Có biết tại sao lại bắt ông không? Tôi còn đang muốn hỏi anh đây nè. Cảnh sát bắt tôi nói là người sản xuất ma túy. Đồng chí cảnh sát à, tôi còn chưa tốt nghiệp cấp 2 nữa, làm sao có thể sản xuất ma túy được chứ? Hả? Tôi cho ông thêm một cơ hội để khai thành thật. Ông nhớ kỹ lại coi bản thân đã làm những gì. Tôi á. Trời ơi, đồng chí cảnh sát à, tôi thật sự không biết là anh đang nói cái gì nữa. Vào tối ngày 5 tháng 10, ở thôn Kim Lân thuộc ngoại ô thành phố Liên Nguyên, chúng tôi phát hiện một phân xưởng sản xuất ma túy. Căn nhà kèm sân trong này khoảng 60m². Ông đã chế tạo ma túy ở đây, sau đó giao dịch qua mạng để bán cho những người mua lẻ và các con nghiện. Trời ơi. Vào hôm dây quét, quả thực ông không có ở hiện trường, nhưng đồ dùng cá nhân ông để lại trước khi bỏ chạy thì vẫn còn ở đó. Nước bọt và vân tay ở miệng, cốc uống trà và DNA của một sợi tóc bất kỳ trên quần áo đều có thể chứng minh ông chính là chủ nhân của căn nhà đó. Vẫn chưa muốn nói đúng không? Được, để tôi thay ông nói. Hàng của ông trong giới được tính là hàng thượng đẳng, kênh tiêu thụ vừa chuyên nghiệp vừa kín kẽ, nhìn là biết ngay ông là tay lão làng trong giới ma túy. Với cấp bậc của ông, thế nào cũng phải hợp tác lâu dài với một người mua lớn. Sao có thể cam tâm tình nguyện bán hàng lẻ kiếm tiền chậm được chứ? Trừ khi ông bị người ta cưỡng chế đá khỏi cuộc, bất đắc dĩ nên mới dùng cách này để kiếm tiền mưu sinh. Kẻ đầu sỏ trong vụ buôn ma túy 1.03 chúng tôi vừa bắt, tiểu mỹ nhân Trần đích thân khai. Cô ta nói lô hàng sớm nhất của họ được giao dịch qua mạng với một người chế tạo ma túy bí ẩn. Về sau cộng sự của cô ta lưu dị muốn tự làm tự bán nên đã lấy trộm công thức, còn muốn ám sát người sản xuất này, chỉ tiếc là để cho kẻ này chạy mất. Hàng của ông và hàng của tiểu mỹ nhân giống hệt nhau về công thức thành phần. Ông chính là kẻ chế tạo ma túy bí ẩn đó. Ông còn gì muốn nói nữa không? Trời ơi, đồng chí cảnh sát à, anh càng nói càng khiến tôi nghe không hiểu gì hết. Trước tháng 12 năm ngoái, ông vẫn luôn làm bảo vệ ở công ty thủy sản của tiểu mỹ nhân. Ông đã dùng cách nguy hiểm nhất và cũng an toàn nhất để quan sát kẻ thù của ông, hoặc muốn trả thù nhưng trước sau chưa ra tay được. Từ đó có thể thấy một người còn chưa tốt nghiệp cả cấp 2 như ông vẫn có đầu óc và sự ngang dạ. Ông nói xem một người thông minh như ông mà đạo lý thành khẩn sẽ được khoan hồng đơn giản vậy. Còn cần tôi nói nhiều với ông sao hả, ông Hoàng Phát Tường? Cô vợ nhà ai mà xinh dữ vậy?
Xin là điểm nào? Điểm nào cũng đẹp hết. Đặc biệt là cái miệng rộng của em đó. Nghiêm Cẩn, có phải anh chuyên thích gái miệng rộng không? Không phải. Anh chỉ thích cái miệng rộng của em mà thôi. Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi? 1 năm, 3 tháng, 10 ngày. Mới quen nhau hơn 1 năm đã định kết hôn, nghĩ thôi cũng thấy khó tin. Ý gì vậy hả? Em muốn hối hận hay sao? Em đã là người của anh rồi, anh có thể nhận lời với em một chuyện không? Nói đi. Sau này chúng ta ở bên nhau, bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể là tốt hay xấu, đều phải thẳng thắn với đối phương đó. Anh cảm thấy giữa hai con người, dù có thân thiết đến đâu, đôi bên đều nên có không gian độc lập và nhân cách độc lập, thậm chí có thể có bí mật nữa. Chuyện của em, nếu như em không muốn nói thì anh sẽ không hỏi nữa đâu, bất kể là quá khứ hay là hiện tại hay là tương lai. Nếu như tin tưởng thật sự thì chẳng có gì không thể nói. Anh và Thẩm Ngũ Nguyệt rốt cuộc có quan hệ gì? Anh đã nói rồi còn gì nữa. Không phải là em muốn bám chặt lấy chuyện quá khứ, em cũng không quan tâm tới vị trí của cô ấy trong lòng anh. Em chỉ hy vọng việc chúng ta có thể đối xử chân thành. Em biết là cô ấy đã qua đời. Vậy thì em còn hỏi nhiều như vậy để làm gì hả? Trước đây anh nói cô ấy là bạn gái của Tôn Gia Ngộ và em đã tin. Nhưng nếu như anh là em, nhìn thấy bức ảnh như vậy anh sẽ nghĩ thế nào đây? Chẳng lẽ anh không tò mò sao? Hôm nay chúng ta ngồi đây uống rượu, nói về quá khứ như đang kể chuyện, không có gì quá đáng chứ? Không phải bất cứ ai, bất cứ gì đều có thể coi thành câu chuyện kể cho người khác nghe. Tại sao? Chuyện giữa hai người khó mở lời tới vậy hả? Nghiêm Cẩn, đừng khiến em cảm thấy anh xa lạ như vậy được không? Em thực sự không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho anh không thể nào nhắc đến. Lẽ nào cái chết của Thẩm Ngũ Nguyệt còn liên quan tới anh hả? Ông chủ à, cho tôi thêm bình rượu đi. Có liền. Thời gian để ông thành thật không còn nhiều nữa đâu. Tóm lại ông có định nói hay không? Không sai. Số ma túy của tiểu mỹ nhân ngày trước chính là do tôi cung cấp. Nhưng mà cỡ nào tôi cũng không thể ngờ được là bọn chúng lại muốn giết người diệt khẩu, lấy trộm công thức của tôi. Vậy ông có quan hệ gì với tập đoàn buôn lậu ma túy của Đặng Khôn 6 năm trước? Ông quen biết Đặng Khôn và chú Hải chứ? Vậy nếu như tôi khai ra thì có thể giảm án cho tôi hay không? Bản thân ông lựa chọn con đường gì từ ông không rõ sao? Muốn sống thì tại sao lúc trước lại làm ma túy? Hoàng Phát Tường, ông coi đây là đâu chứ? Chuyện này không đến lượt ông suy ngẫm. Hôm nay ông buộc phải khai ra công thức ma túy rốt cuộc là từ đâu ra. Rốt cuộc ông có liên quan gì tới vụ án 6 năm trước? Công thức
là tôi lấy được từ chỗ của Đặng Khuông. Lấy được như thế nào? Lúc dây bắt Đặng Khuông, ông có ở hiện trường không? Lúc đó tôi không chỉ có ở hiện trường mà còn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình cảnh sát nằm dùng chỉ bị bắn chết. Ông muốn nói cái gì? Cái người nổ súng không phải là Trương Quốc Cường về sau bị phán tử hình, mà hắn là một người khác. Hơn nữa người này các người cũng có quen. Là ai? Là cảnh sát phòng chống ma túy Nghiêm Cẩn. Có biết làm mình dạ có hậu quả như thế nào không? Tôi đã bước một chân vào quan tài rồi. Tôi có thể nói danh điều này chẳng phải là để có thể sống thêm vài ngày hay sao? Được thôi, vậy ông hãy cho tôi biết hết những gì thấy được ở hiện trường vụ án 6 năm trước đi, đừng bỏ sót điểm nào. Nói đi. Phải, nhưng mà có thể cho tôi chút nước hay không? Đi lấy nước đi. Nói đi. À. Tôi là một công nhân dưới tay chú Hải, ngày ngày chỉ ở trong phân xưởng làm chuyện lặt vặt. Hàng của chú Hải độ tinh khiết rất cao, con người cũng giữ chữ tín, cho nên những năm đó Đặng Khôn vẫn hoàn toàn hợp tác với chú Hải. Chú Hải đã mất một năm để nghiên cứu ra một loại ma túy mới. Chẳng mấy chốc họ đã định ngày để tiến hành giao dịch với Đặng Khuông. Địa điểm ở ngay công xưởng sản xuất bí mật ở trong khu rừng gần biên giới Trung Quốc và Myanmar. Không sao đó chứ? Không sao, cảm ơn. Đây thực sự không phải là việc con người làm mà. Ai kêu làm việc này kiếm tiền nhanh? Ê. Nè, anh mang hai phích nước này qua cho chú Hải. Nhớ đó, không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Vậy à? Tôi đi nha. Đứng lại, làm gì đó? Tôi tới đưa nước sôi. Để tôi đi. Anh tôi vào. Cứ để cho tôi, về đi. Nhanh cái gì mà nhanh, đi ngay. Dạ. Chắc chú Hải thế nào cũng không thể ngờ được đến một ngày mình lại chết trong tay chính vệ sĩ thân cận. Đứng yên. Kể từ bây giờ, đây là địa bàn của tao. Bây giờ công thức nằm trong tay tao. Ai muốn theo tao kiếm tiền thì bỏ súng xuống. Sao? Không muốn hả? Vậy thôi đi.
đến xưởng sản xuất ma túy thì cảnh sát đã đến bao giây. Tiếng súng vừa nổ, toàn bộ khu xưởng đó đã loạn hết cả lên. Chạy mau đi! Công nhân lúc đó cứ như con nhặng mất đầu, chạy vừa khắp nơi. Lúc đó tôi cũng cứng đờ người, sợ quá co chân chạy thẳng vào khu rừng phía tây. Nhìn rõ hai người đó là ai không? Nhìn rõ chứ. Một người mặc trang phục cảnh sát phòng chống ma túy màu đen. Mặt người đó hướng về phía tôi, nên tôi hoàn toàn chắc chắn đó là Nghiêm Cẩn. Đối diện Nghiêm Cẩn là một đàn em cao to của Đặng Khôn. Mỗi lần Đặng Khôn giao dịch với chú Hải đều dẫn theo cậu ấy, tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc. Mãi sau này tôi mới biết, thật ra người này chính là Tây Trung. Ông có nghe rõ bọn họ nói gì không? Thôi trời ơi, hôm đó trời đổ mưa, tôi không nghe rõ gì hết. Nhưng mà tôi nhìn thấy rõ ràng, hoàn toàn chắc chắn là Nghiêm Cẩn mà. Sau đó Nghiêm Cẩn lại trúng hai phát súng của Đặng Khôn. Tôi thấy Nghiêm Cẩn cũng ngã xuống, không rõ sống chết. Lúc đó tôi sợ quá, liền chạy thẳng. Tôi hốt hoảng tới nỗi để tụ cả dây giày. Luật sư Nghiêm, hai bộ đồ này thì chọn bộ nào vậy? Luật sư Nghiêm. Bộ màu trắng đi. Được, vậy thì mình phối với chiếc đai đen này đi và son đỏ nữa, chị thấy hợp không? Vậy chúng ta cứ thay đồ trước đi, rồi điều chỉnh lần cuối cùng. Thưa quý vị khán giả, chào tất cả mọi người. Hoan nghênh quý vị đón xem chương trình Pháp Trị Thời Không hôm nay. Khách mời hôm nay là một luật sư nổi tiếng, cũng là bạn bè của chúng ta, luật sư Nghiêm Thận. Chào mọi người, tôi là người sáng lập văn phòng luật Quân Hợp, Nghiêm Thận. Trước tiên, chúng ta hãy xem qua tình huống vụ án của hôm nay. Xin mời luật sư Nghiêm bình luận sơ qua về vụ án ngày hôm nay. Vụ án này là một tình huống điển hình về việc người biện hộ dùng tiền mua chuộc nhân chứng, thay đổi khẩu cung nhằm giúp bị cáo được phán vô tội. Người biện hộ của vụ án này đã phạm tội làm bằng chứng giả, cản trở công vụ, cũng chính là tội luật sư làm bằng chứng giả mà chúng ta thường nói. Sau đó tôi đọc báo mới biết được Nghiêm Cẩn đã thoát tội, phán Trương Quốc Cường tử hình, bằng chứng lại chỉ là một chiếc giày rơi ở hiện trường. Thật ra là ngày hôm đó Trương Quốc Cường thậm chí còn không xuất hiện ở hiện trường, là tôi đi giày của Trương Quốc Cường lúc chạy trốn bất cẩn cho nên mới làm rơi thôi. Hoàng Phái Tường, làm khẩu cung giả là phải chịu trách nhiệm pháp luật đó. Đồng chí cảnh sát cả, tôi dám thề với trời, tôi không hề nói dối, tuyệt đối không nói dối. Thẩm phán trưởng, các vị thẩm phán viên, chiếc giày trong tấm hình là vật chứng tìm được tại hiện trường vụ án, đã chứng thực
Chiếc giày này thuộc về công nhân sản xuất ma túy Trương Quốc Cường. Xin hỏi Trương Quốc Cường, đối với lời nói của tôi lúc nãy, anh có ý kiến gì không? Không có. Được. Chiếc giày này anh đã làm rơi ở hiện trường vụ án như thế nào? Xin hãy trình bày chi tiết. Hôm đó tôi nhân lúc hỗn loạn rồi bỏ trốn, cho nên tôi đã chạy vào khu rừng. Vậy cũng tức là trước đó anh đã nói dối cảnh sát. Mời anh tiếp tục. Cảnh sát nằm vùng đó là do tôi giết. Thì sao do tôi giết? Thì ra hắn chính là hung thủ. Đúng là như vậy. Trật tự, mọi người giữ trật tự. Mời người tình nghi tiếp tục thuật lại vụ án. Là tôi đã dùng súng của bị cáo bắn chết anh ta. Bị cáo mà anh chỉ là Nghiêm Cẩn đang ngồi ở đây à? Đúng vậy. Thì ra là vậy. Hôm đó Trương Quốc Cường và công nhân của công xưởng chạy tứ phía. Tôi cũng không biết làm sao mà anh ta lại để cho cảnh sát bắt nữa. Tại sao lúc đó ông lại đi giày của Trương Quốc Cường? Chúng tôi đều là công nhân trong xưởng của chú Hải mà. Chúng tôi ngủ cùng giường tầng, thường ngày quan hệ rất thân. Cái hôm bị giày bắt lại đúng lúc giày của tôi bị bẩn, không có giày đi, nên tôi đi giày của anh ta mà. Lúc anh chạy trốn, đi qua hiện trường vụ án trong khu rừng, đúng lúc cảnh sát nằm vùng khi đó Tôn Gia Ngộ tỉnh lại. Anh ta dùng súng ngăn anh chạy trốn. Bởi vậy trong cơn hoảng loạn, anh đã nhặt súng của Nghiêm Cẩn lên, nổ một phát súng vào Tôn Gia Ngộ. Sau đó anh xóa dựng tay đi, đặt súng về chỗ cũ, trốn khỏi hiện trường. Đúng chứ? Đúng. Lúc đó tôi không biết người đó là tay trong, chỉ cảm thấy mình đã gây họa. Lúc chạy trốn căng thẳng quá mà bị rớt giày, tôi cũng không biết. Vậy là nguyên nhân gì khiến anh nói ra chân tướng vào ngày hôm nay? Là dù sao anh ta cũng là một cảnh sát, tôi áy náy với lương tâm. Thưa thẩm phán, tôi không còn gì để hỏi. Cứ như vậy, Nghiêm Cẩn dưới sự giúp đỡ của luật sư thoát được một kiếp. Trương Quốc Cường lại bị phán tử hình vì tội cố ý giết người, trở thành kẻ chết thay cho Nghiêm Cẩn. Còn việc tại sao Trương Quốc Cường làm vậy, tôi có nhắm mắt cũng đoán ra được. Chắc chắn là vì tiền thôi. Một tội phạm giết người thoát được sự trừng trị của pháp luật, đã thế vào 6 năm sau, còn trở thành nhân vật kiệt xuất trong ngành ẩm thực Lê Nguyên, còn trở thành anh hùng phòng chống ma túy trong lòng của tất cả mọi người. Đúng là một trò hề lớn mà. Đúng là nực cười mà. Cảnh sát Trình à, chắc anh không thể nào ngờ được, nghĩ anh hùng phòng chống ma túy này hy sinh nhiều như vậy, không phải để phát dương chính nghĩa, mà là để lấp liếm bí mật giết người của bản thân mà thôi. Sự của nước ta quy định trong tố tụng hình sự, người biện hộ, người đại diện tố tụng tiêu hủy chứng cứ, làm giả chứng cứ, giúp đương sự tiêu hủy, làm giả chứng cứ, đe dọa, dụ dỗ nhân chứng làm trái sự thật, thay đổi khẩu cung hoặc làm bằng chứng giả đều thuộc hành vi phạm tội, bị phạt tù có kỳ hạn cao nhất 3 năm hoặc tạm giam. Nếu tình tiết nghiêm trọng thì phạt tù có kỳ hạn từ 3-7 năm. Chúng ta thường xuyên thảo luận một vấn đề khá gắt gao, chính là trách nhiệm của luật sư là đặt lợi ích của thân chủ lên trên hết.
hay là giúp vụ án được xét xử công bằng là trên hết. Ông xem cô bé Nghiêm Thận này ngày càng chín chắn rồi. Nè Lão Thẩm, ông có nhiều bạn bè, học trò cũng đông, mà giới thiệu cho con bé một người phù hợp đi chứ. Khi đạo đức nghề nghiệp và đạo đức nhân tính phát sinh xung đột, tôi nghĩ là một luật sư nên ưu tiên đạo đức nghề nghiệp, đây không phải là vấn đề nhân tính hay là vô nhân tính, mà chính là vấn đề nguyên tắc tối thiểu. Cảm ơn cô. Chương trình Pháp Trị Thời Không hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn đã đón xem. Chào tạm biệt. Tạm biệt. Nè, em chồng của cậu ngoại hình có ngoại hình, năng lực có năng lực, sao lại không gả đi được chứ? Không phải là người ta không được gả đi, mà là hoàn toàn không muốn gả. Nhưng còn cậu, tính khi nào thì cùng Lão Phùng đi đăng ký kết hôn đây? Bọn mình không có vội, đợi đứa bé sinh xong rồi tính. Có phải Phùng đại ca e ngại điều gì không? Không, anh ấy rất là tốt đó. Mình biết là anh ấy tốt với cậu. Ý mình là có phải anh ấy nghĩ đến Lạc Lạc, tạm thời không muốn kết hôn không? Cũng không hẳn, Lạc Lạc cũng quý mình lắm mà. Chỉ có điều mình vẫn chưa hề đề cập chuyện này rõ ràng với anh ấy, nên Lão Phùng không nhắc tới. Phùng đại ca không nhắc đến làm sao được, có con với nhau luôn rồi. Hai người chưa cưới sống chung vốn dĩ đã không thích hợp, bây giờ có con rồi, cứ trì hoãn không đăng ký cũng không được đâu. Chỉ cần Lão Phùng chịu ở bên mình, tốt với mình và đứa bé, kết hôn sớm hay muộn thì mình cũng thấy hạnh phúc. Ý, phải rồi, cậu đã hỏi Nghiêm Cẩn chuyện bức ảnh chưa vậy hả? Anh ấy và cô gái kia và cả Tôn Gia Ngộ là thế nào vậy? Cãi nhau rồi à? Cậu không có chứng nhận kết hôn mà còn sẵn lòng sinh con cho người mình yêu, mình có cần phải vì một bức ảnh mà cãi nhau với anh ấy không? Vậy tóm lại cậu hỏi hay chưa hỏi? Mình đã hỏi rồi nhưng mà anh ấy không nói. Mình cảm thấy có những chuyện không cần thiết phải truy hỏi, đặc biệt là chuyện quá khứ. Anh ấy đã không muốn nói thì chắc hẳn phải có lý do, tại sao mình cứ phải làm khó người ta? Chỉ cần không ảnh hưởng tới cuộc sống của tụi mình cũng sẽ không để bụng đâu. Rộng lượng thật đó, mình phải học hỏi cậu. Cảnh sát Trình à, anh có hiểu về con người của Nghiêm Cẩn không? Anh có biết tại sao cậu ta lại làm gián điệp hay không hả? Alo. Người ngồi trong chiếc xe Yun TS6519 là người của anh phải không? Tôi thanh minh trước đây, tôi đây làm ăn chân chính đó. Cậu thế nào tôi còn không biết sao? Không phải theo dõi cậu đâu. Ý của anh là có con buôn ghé chỗ tôi dùng bữa sao? Là ai vậy chứ? Tôi có quyền không? Cậu không cần hỏi, tôi còn có việc đang rất bận. Không có gì tôi cúp máy nha. Nghi mật như vậy xem ra vụ án không nhỏ rồi. Có việc gì cần anh em đi giúp thì cứ báo nha.